Sư phụ là sanh ra đời là cứu ai cũng biết không? Không phải cứu mấy người hải ngoại này là một phần nhỏ thôi. Không phải là mấy ông phát ô lì lợm đây đâu. Cứu 4 triệu đảng viên đừng có bị tàn sát lẫn nhau á. Tại vì sức mạnh sư phụ là không có đổ máu, lấy ân báo oán. Đức thầy nói á, cái nhiệm vụ này rất là khó làm, ai cũng sẽ ghét con hết. Nhưng mà tự vì con có nguyện lực xuống trần để độ chúng sanh thì con phải gắng làm. Cho nên là ở Việt Nam á, phải gọi sư phụ là ân nhân mới đúng. Chứ không có nên lý do gì mà lên trên mạng mà xỉa xói, chửi tối ngại. Người Bắc họ hổng lắm. Nên nó chửi lại không có biết. Nhưng mà mai mốt rồi á, họ sẽ phối hợp chửi người cứu mình. Ở Mỹ này á, những cái người mà lính trước 75 hay là HO đây, mấy người giàu có ở đây á, họ đâu có, họ không có khổ, cho nên họ chưa có biết được cha với mẹ. Người Việt Nam bây giờ là bắt đầu thấm đòn mới biết. Thì chủ yếu của sư phụ là nước Việt, chủ yếu sư phụ là về cái thủ đô của sư phụ là nước Việt là ở núi Cấm, chứ không phải là núi Thiên Long Sơn. Đức thầy 10 lần về ngài cũng nói như vậy, chị Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng nói như vậy. Sau này nước Việt mới là chính, không phải em ở đây chỉ ôm có ngọn đồi này.